Chào nhà mọi người. Xin chào. Hôm nay gia đình em ăn thiêu cỏ cứ lu cá thì hôm nay mình sẽ ăn cơm tấm. Thì em lu cá đoạn cơm tấm đó mấy anh chị. Trời ơi, cơm. Cơm thì không phải là nó là tiếng cơm tấm nhưng mà là cơm thường chứ không phải gạo tấm. Đây là quan trọng này, cái gạo tấm này nè. Đó, tấm này rất là ngon. Trứng chiên ốp la với lại thịt. Đó là hành phi. Thì bây giờ tạm thời bây giờ mình sẽ mắc hết đi please. Cut meat. Divide it cut. Cut small is easy. Focus. Yes, and you too, all four. No, I won't. No. Bây giờ mình sẽ cho cơm vào đây chị ơi. Em lô cắt bây giờ, em lô cắt muốn ăn nhiều hay ít đây? Em lô cắt muốn ăn nhiều hay ít? Nào bà ba. Nhiều. Em lô cắt muốn ăn nhiều. Thì yêu cầu con á. Con thịt con tầm. Mình đổ cơm ra đây hết. Xong rồi mình sẽ có cái đúng rồi, con bỏ vô cho ba ba con. Nhóm này hả? Có cây. Mình bẻ cho. Hành phi. Vậy đặt cái này đều đưa đưa rồi nữa chứ. Mấy anh chị ơi, hôm nay đi siêu thị mà quên leo nên là tạm thời hôm nay ăn ăn cơm tấm không có dưa leo ha. Đâu rồi. Cửa nhà còn chứ. Đấy các con cần con muốn. Tại dùng. Con gì vậy con muốn ăn. Rồi thôi bà. Ôi, cái hộp chăn. Thì còn con nuôi cá thì nuôi cá rất là thích ăn cơm. Thì chú chơi tâm tâm mắt. No, this is my way sauce. You want sauce first? Все, я набрал, папа. Это моя бабушка. Да. Ты муж не мем, мем муж мам, чё баба. Nữa không? Con thêm không? Thêm cho nó đều nè. Nữa không? Nè. Viết mày nhiều. Nước mắm lên. So con biết có gì. Your food. Tại cho con thích ăn nước mắm này kìa. Hấp dẫn quá chừng luôn, đâu có thu diễn hồi tiệm đâu mấy anh chị. Đó là hấp dẫn không? Nhưng mà ở bên ngoài nhìn nó đẹp hơn, ở trong này nó hơi tối. Có thể ăn cơm thêm nha, cơm còn nhiều lắm. Hôm nay nó muốn tủ phủ cả nhà cho nên là ngồi nấu cơm nhiều. Cắt hả? Cô muốn cắt. Không cắt được con, chưa ba lấy kiếm cắt. Ba có kiếm à? Ba lấy kiếm cắt kiếm nè. Mỡ sẽ phải lấy ra chúng ta lấy sợ, tôi mua cũng phải lấy. Ừ, cái thật ngon lắm. Mà nó phải lấy sợ chó. Mà tì cắt ngàn. Mà ta biết cắt ngàn mà chơi. Потому что когда там на ава мы можем вот эти пальцы, два пальца на братика и сестричку. А когда там круг, мы мылем большой палец. Да. Ага. Ты не знаешь? Кушай. О. Gì con? Con muốn cơm. À, cái nĩa con xúc không được à? Không. Ngon quá. Ở đây nóng chị ta. Quả đẹp mấy vị. Ừ.
Anh nhịn á, cái này cơm tấm với lại trứng ốp la hơn. Từ trứng ốp la ăn nó ngon á, nó cái cằm đỏ nó không có chín á. Nó với cơm tấm nó ngon. I think cơm tấm can eat three times a day. Còn mới cơm tấm có thể ăn 3 lần trong một ngày. Đúng rồi, yeah. Việt Nam sell free time day too. Hả? Breakfast, lunch and dinner. I remember the money on the breakfast lunch. But I have to run too. Dinner? Yeah, at dinner I have to miss it. Come on, không tắm lại ở Việt Nam mình bán một ngày 3 bữa hả? Sáng trưa, buổi tối. Вкусно? Да, Каш? Угу. Не нравится как там? Угу. А. Мак. Тут мне нет тенфес. А? А, как ты не ухана? Не ухана, не ухана, не ухана, не ухана. Tự nhiên ăn cơm tấm mà không có video. Bữa giờ bên Việt Nam mình nhộn nhịp hai cái tổng thống Triều Tiên với lại tổng thống Mỹ á, nhộn nhịp cái trận nhất là ở bên Hà Nội ha. Nước mắm ngọt này ăn rất là ngon. Cái món cơm tấm này cũng dễ làm, đâu có khó gì đâu. Thịt mềm. Mà có đang đánh hướng luôn kìa. Nước mua. Có nè. Dạ. Ngon. Ты будешь еще раз? Не нужно. Чего не хочешь? Нет, я уже не буду мяса. Тогда я доедаю. Можно ему один кусочек мяса? Конечно. Ой. Что-то хочешь отрезать? Сколько много? Ты не ешь мне нос оба. Ну, мы ему как-то ăn cơm tấm á. Là nấu cho em ăn. Mà mất ta sợ nó sợ sợ.
Hôm nay gia đình tập trung ăn quá à? Áo nó bỏ sao? Today is nothing to say, so I'm not very hungry. Потому что очень вкусно. А когда очень вкусно, никто не разумеет. Bữa nào ngon ăn, chung ăn cho không nói gì hết. Còn về bữa nào nó nhiều là đồ ăn dở. Yeah. When it's because it's not good for. Thời tiết hết mùa đông rồi, thời tiết bên ngoài mát lắm, giống như Đà Lạt mấy anh chị ạ. Nắng và mát mẻ. You see, I say don't fast. I say not fast. I say because we are delicious. Yeah. Biết ta sẽ không ăn, ta sẽ không dùng. Còn lại người con thấy ngon. Con nói tại sao mẹ biết con ăn nhanh không? Tại vì á là rất là ngon, nhưng con ăn nhanh. Con hả? Ăn không thèm nói luôn. Đúng không? Ăn thì nói luôn. Ăn ngon lắm. Ăn ngon lắm, cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ bằng cái ôm. Tại sao con mê ăn gì ngon? Mê ăn ngon. Trời. Ồ, giờ mình yêu sao? А я ничего не елся. Надо много кушать, чтобы вырасти. Надо полезности кушать. Конечно, кушать. А это фига, ну-ка. Верно. Вот это я кушаю. Ну, кур. Ну, нет. Rồi, cảm ơn tất cả các cô chú chị đã xem nha. Bye bye. Hẹn gặp lại các video tiếp theo. Bye bye, tạm biệt.